công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hưng Việt, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương là công ty sản xuất, sơ chế, đóng gói, bảo quản và kinh doanh hàng nông sản thực phẩm trong lĩnh vực trồng trọt, phân phối hàng đầu tại khu vực miền Bắc và xuất khẩu ra nước ngoài. Trụ sở và nhà máy đóng tại thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Do ông Tăng Xuân Trường sáng lập ngày 19 tháng 11 năm 2009. Nắm bắt được nhu cầu và môi trường sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng. Ngay từ khi hình thành ý tưởng về một mô hình sản xuất và phân phối các sản phẩm nông sản sạch chất lượng cao tới người tiêu dùng Việt Nam, với lợi thế Hải Dương lại là một trong những tỉnh sản xuất nông nghiệp phát triển. Hàng năm, tỉnh Hải Dương sản xuất ra khối lượng sản phẩm lớn, đa dạng về mặt hàng và được trải đều trong cả năm. Xác định nếu xuất khẩu được thì đây là một điều kiện rất thuận lợi cho việc thu mua nguồn nguyên liệu phục vụ xuất khẩu. Sau khi tìm hiểu và nắm bắt thị trường, phải có khu sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phải có khu sơ chế đóng gói và bảo quản hàng nông sản tốt mới có thể xuất khẩu được. Hưng Việt đã tìm hiểu rất kỹ về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, Việt Gáp. Với phương châm không chỉ mang lại những sản phẩm chất lượng, Hưng Việt luôn nỗ lực hết mình để mang lại cho cộng đồng về thực phẩm sạch đang bị mất niềm tin trong người tiêu dùng. Hưng Việt đã phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học qua xếp xây dựng mô hình sản xuất nông sản sạch chất lượng cao đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ đó đã xúc tiến đầu tư vay vốn xây dựng nhà máy với diện tích 15.000 m², trong đó có 3 nhà xưởng sơ chế và hệ thống 11 kho lạnh bảo quản hiện đại có sức chứa cùng lúc lên tới 3.000 tấn. Để đảm bảo được nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hưng Việt ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản với hàng trăm các hợp tác xã và các hộ nông dân trong và ngoài tỉnh với diện tích khoảng 800 ha. Năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hưng Việt thu mua và xuất bán hơn 35.000 tấn rau củ quả các loại, trong đó công ty cung cấp khoảng 10.000 tấn rau củ quả các loại cho các bếp ăn công nghiệp trên 10 tỉnh ở miền Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hải Dương và 25.000 tấn rau củ quả cho thị trường miền Nam và xuất khẩu sang các nước như Dubai, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan và một số thị trường khó tính như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc. Với việc phát triển không ngừng, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua đã đạt được những con số ấn tượng. Năm 2016, doanh thu của công ty là 90 tỷ, lợi nhuận đạt 8,1 tỷ. Công ty đã tạo công ăn việc làm cho 50 đến 60 lao động thường xuyên, 90 đến 100 lao động thời vụ. Thu nhập bình quân người lao động đạt từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Năm 2017, doanh thu của công ty là 115 tỷ, lợi nhuận đạt 12,1 tỷ. Công ty đã tạo công ăn việc làm cho trên 90 lao động thường xuyên, 100 đến 300 lao động thời vụ. Thu nhập bình quân người lao động đạt từ 6 đến 10 triệu đồng một tháng. Để đáp ứng và mở rộng phát triển, công ty luôn áp dụng công nghệ và từng bước xây dựng mở rộng khu sản xuất rau củ quả công nghệ cao với tổng diện tích 130.000 m². Trong đó xây dựng nhà ươm 400 m², nhà lưới 20.000 m² và nhà màng, nhà kính 31.000 m². Đó, công ty đầu tư hệ thống máy gieo hạt tự động, hệ thống tưới nước tự động, máy cày, máy rửa, phân loại rau củ quả, hệ thống kho lạnh đã đóng góp cho công ty tiết kiệm thời gian, chi phí nhân công và là niềm tin khi đối tác tìm đến thăm và ký kết thương mại với công ty khi thấy hệ thống nhà màng, nhà lưới. Sản xuất rau đảm bảo tiêu chuẩn Việt Gáp, rau sạch, mã tươi đẹp, nâng cao năng suất, có thể trồng rau quanh năm.
trồng rau củ quả trái vụ hoặc những cây đem lại giá trị kinh tế cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hưng Việt với tôn chỉ quy định rõ ràng là thành tố chính trong sản xuất nông nghiệp như khu sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn trồng rau an toàn, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định nên rất an toàn cho người tiêu dùng, sản xuất theo hướng nông sản sạch, an toàn, vệ sinh. Ứng dụng công nghệ trồng rau trong nhà màng, nhà lưới, phun nước tự động giúp giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hầu như không có tác động đến môi trường xung quanh. Mở rộng hợp tác đầu tư, liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản với các hợp tác xã, hộ nông dân, dự kiến ít nhất đạt từ 800 ha trở lên. Sản lượng thu mua và tiêu thụ hàng nông sản cho bà con nông dân dự kiến năm 2018 tăng khoảng 30% so với năm 2017, nhằm đưa công ty sẽ trở thành nhà sản xuất và cung cấp hàng nông sản lớn nhất Việt Nam. Đó cũng là niềm vinh dự khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hưng Việt được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thăm nhà máy và trực tiếp động viên anh chị em công nhân viên công ty, ủng hộ cách làm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hưng Việt trong mô hình phát triển và hướng đi trong sản xuất và phát triển của công ty. Với mục tiêu hướng phát triển dự án trong tương lai, công ty đang làm dự án mở rộng nhà máy, xây dựng thêm nhà máy chế biến hàng nông sản thực phẩm theo phương pháp cấp đông nhanh theo tiêu chuẩn châu Âu với diện tích khoảng 30.000 m2. Dự kiến trong một năm tới, dự án này sẽ đi vào hoạt động với doanh thu ước tính khoảng 300 tỷ đồng một năm. Sản phẩm hàng nông sản qua hệ thống cấp đông nhanh sẽ được xuất khẩu sang các nước châu Âu, châu Mỹ. Hưng Việt luôn đồng hành sản phẩm chất lượng bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hưng Việt, địa chỉ xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, Hải Dương, điện thoại 0982 828 607, web nông sản hưng việt.com.